Anh cho em gửi menu với ạ. Em cho anh một bạc xỉu nhá. Dạ vâng ạ, anh chờ em một chút ạ. Alo em đây. Vâng, dự án lần này lớn lắm anh ạ. Anh cho em gửi cho ạ. Dự án lần này mà kết hợp với công ty FVM mà xong ấy thì chắc chắn là giàu to anh ạ. Vâng, thế bây giờ mình hẹn gặp nhau ở đâu anh ạ? Alo. Alo. Hết pin rồi. Em ơi, cho anh nhờ một chút. Dạ vâng ạ. Dạ, đồ uống có vấn đề gì anh? Không phải thế đâu em ạ. Chỉ là em có sao điện thoại không? Cho anh nhờ một chút. Dạ có ạ. May quá. Anh đang nói chuyện với đối tác, mà đối tác này rất là quan trọng, mà điện thoại anh lại hết pin mất rồi. Em cắm hộ anh một chút nhá. Dạ được ạ, để em cắm vào trong quầy ạ. Cảm ơn em. Em ơi. Dạ. Điện thoại anh sạc lên chưa? Anh chờ em chút để em kiểm tra. Anh đang có việc gấp quá. Vẫn chưa lên anh ạ. Thế chết dở rồi. Anh đang cần gặp đối tác mà đang gọi điện dở thì máy lại hết pin. Bây giờ không có cách nào liên lạc được. Thế làm sao rồi? À, hay là em cho anh mượn điện thoại, em gọi một cuộc được không? Dạ được ạ. Đây ạ. Anh cảm ơn nhá. Alo. Anh ạ? Dạ. Vâng, máy em vừa mới hết pin. À, em ơi. Dạ. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Ở bên kia anh ạ. Vâng, máy em vừa mới hết pin. Anh đang ở đâu đấy ạ? Vâng. Em ơi. Dạ. Cho anh gửi máy với. Anh cảm ơn nhé. Mà của anh hết bao nhiêu vậy? Của anh hết 30.000 ạ. Cho anh gửi tiền. Không cần phải thối lại đâu em ơi. Không ạ, nhưng mà... Thôi, anh... cái này là coi như anh cảm ơn. Mà em cho anh để lại cái máy ở đây, sạc một lúc, rồi lát anh quay lại anh lấy nhá. Dạ vâng ạ. Thôi anh gửi điện thoại này. Anh về nhá. Lô trầm lần này của em là chất lượng đấy. Chỗ anh em làm ăn với nhau lâu năm. Cái điều đấy anh không cần phải nghĩ. Được. Đầu tháng ấy, em ra lộc cho bác 5 triệu. Coi như là tiền xăng xe bác đi lại. Trưa nay hả? Em đồng ý. Ngồi đâu anh nhỉ? Hay thôi thế này đi, mình ra ăn hải sản ở cửa hàng của Điệp Cá Mập nhá. Ok anh ra. Em ra luôn đấy. Em ơi, thanh toán cho anh với. Dạ vâng ạ. Anh chờ em một chút ạ. Này, tí về thay quần áo đi, xong đi gặp khách với anh. Trưa nay ấy, mà chốt được lô này thì anh em mình lời to đấy. Chốt được thì tốt quá anh ạ. Khách thì vẫn là anh khách quen. Anh có thấy cái anh áo trắng vừa đi ra đi hướng nào không ạ? Anh áo trắng nào em nhỉ? Anh ngồi bàn bên cạnh ấy ạ. Bọn anh cũng không rõ nữa. Nhưng sao? Có việc gì thế? Anh ấy mượn điện thoại của em, mà hình như anh ấy trả nhầm rồi. Bây giờ điện thoại này bật cũng không lên. Úi giời ơi, cẩn thận không bị nó lừa rồi đấy. Đưa anh xem máy xem nào. Đây là điện thoại mô hình rồi em ạ. Không phải là điện thoại thật. Anh có chắc không ạ? Chắc chưa. Ngày xưa đã có thời gian anh đi làm sửa chữa điện thoại rồi. Chắc là em bị người ta lừa rồi. Em cũng không biết nữa. Tại vì anh ấy để điện thoại của anh ấy sạc ở đây mà. Vậy à? Thế em cầm cái điện thoại đấy ra để anh xem nào.
Dạ vâng ạ. Anh ơi, đây ạ. Hai chiếc y hệt nhau, đều là điện thoại mô hình hết. Bây giờ em biết phải làm sao đây ạ? Điện thoại này em tiết kiệm mấy tháng mới mua được, mà mới dùng mấy ngày đã mất thế này. Thôi, coi như là của đi thay người đi em ạ. Cái vật cái hạn nó đến ấy, thì mình cũng không tránh khỏi được. Mất vật còn hơn là mất người. Mà bọn anh cũng thấy nóng mắt quá đây này. Ở phố này, bọn anh là hội hiệp sĩ đường phố. Bực một cái là lại để cho kẻ gian lộng hành ngay trước mắt mình. Thủ đoạn của bọn khốn nạn này tinh vi thật đấy. Đánh cháo quá nhanh. Thôi, em cứ bình tĩnh lại đi. Đâu sẽ có đó cả. Mà em phải công nhận anh ạ, bọn này giờ tinh vi thật đấy. Cà phê gì không biết. Khách ngồi sắp mòn cả ghế ra đến nơi rồi. Vẫn không mang menu ra. Em ơi, em chào anh ạ. Anh uống nước à? Anh không uống nước thì anh đến đây làm cái gì? Thế anh gọi gì ạ? Ở đây có cái gì hả em? Ở đây bọn em có cà phê nâu đen này, xong rồi sinh tố, nước ép ạ. Nhiều món phết nhỉ? Vâng. Thôi cho anh cốc nước chanh nhá. Nhưng mà ít đá thôi, vì anh đang đau họng. Dạ vâng, anh đợi em tí nhá. Ok. Vâng, em đang ngồi ngay cà phê. Alo. Em mời anh nước. Ôi, hết pin rồi. Em ơi. Dạ. Em có sạc điện thoại không? Anh đang có việc rất là quan trọng mà tự nhiên máy lại sập nguồn mất rồi. Sạc á? Hôm nay em không mang anh ạ. Chết rồi. Giờ làm sao được nhỉ? Giờ anh đang có việc quan trọng quá. Anh còn nhớ số không? Anh có. Thế anh gọi tạm điện thoại em được anh. Thế thì cho anh mượn một lát nhá. Dạ vâng ạ. Cho anh mượn một lát anh gọi. Cảm ơn em nhiều lắm. Vâng ạ, anh cứ gọi đi. Alo. Vâng, em đang ngồi cà phê gần đây đây. Sao ạ? Dự án lần này làm sao hả anh? À vâng vâng, thế em qua luôn. Vâng. Em ơi, anh có việc gấp phải đi rồi. Thôi anh thanh toán luôn nhá, anh gửi điện thoại. Cảm ơn em, không cần phải thố lại đâu. Cảm ơn em nhá. Vâng. Anh ơi, em nhờ tí. Ơi, anh gọi kiểu gì mà chập cả điện thoại của em rồi anh. Cái gì chập đâu, chắc là nãy anh gọi nó hết pin đấy. Không sao đâu, tí cắm sạc lên. Hết thế nào, nãy em sạc đầy pin mà. Chắc là lỗi cái gì đấy. Thôi có việc gấp lắm, anh đi luôn đây. Có gì tí quay lại anh giải quyết cho nhá. Việc anh đang gấp. Ê, không được. Ai nhìn gì đấy không? Gì? Hai lần rồi. Lần gì? Này. Anh ơi, bình tĩnh nè. Không may có cái gì á thì tôi đền cho cậu thế là xong. Không được. Đứng im đây. Bỏ ra. Gì vậy? Ấu nhè. Các anh là ai? Tôi không làm cái gì hết. Sao? Ngạc nhiên lắm phải không?
Nhiệm vụ của chúng tôi đã hết. Mời anh vào làm việc. Tôi là cảnh sát hình sự. Mời anh theo tôi về trụ sở làm việc để làm rõ về hành vi lừa đảo của mình.